Đây rất là nhiều người bị tắt máy xe dẫn bộ. Chị ơi, chị trên chảnh ngập sâu không chị? Ở đâu? Ở khúc nào? Là bị tắt từ chảnh đi ra luôn hả? Ghê quá. Ồ. Cảm ơn chị nha. Rồi giờ đẩy nó chừng nào trời? Từ đây tới Cô Xuân không sao đúng không? Em đi đường tạm thì không biết. Ồ vậy hả? Đi qua xe tỏ xíu là nhắc rồi, gặp luôn rồi, quay đầu hết rồi. Ồ. Còn không thì chờ khoảng nửa tí nữa nước rút. Trời ơi, sao mà kỳ ghê. Chết máy thì đáng chịu á. Thà chờ đi chứ chết máy là thua á. Chết máy là chết luôn á. Bên đó là ngập dữ lắm hả chị? Đúng rồi, bé kia nó nói tới ngay đây nè. Dẫn bộ nhiều lắm rồi, giờ quay đầu xe máy, quay đầu xe gì hết đi. Xe máy dẫn bộ nãy giờ nhiều lắm á, ô tô không quay đầu được nè. Xe máy mấy anh chị quay lại đi, ở trên đó ngập tới đây nè. Đây là rút bớt rồi, hồi nãy là bên đây là cũng bị ngập luôn. Ướn. Mọi người đang đợi ở đây khoảng nửa tiếng nữa để cho nước nó rút. Phải đi qua đó là chết luôn. Ồ, chiếc xe đó nó bẹo vô cái đường hẻm gì đó. Đó, có một anh đang bị tắt máy nữa nè. Đây có một chị bị tắt máy nữa kìa. Anh quắt cái chị đó lại hỏi á. Nghẹt lắm. Người đẹp, sao bị tắt máy vậy? Nhập ở đâu? Tới đâu em? Ghê vậy hả? Giờ xe là đứng dài đường luôn quý vị ơi. Ai cũng nói nằm lên tới đùi hết á. Khiếp. Không được đâu, hoành lại đi. Anh xe ô tô sao hoành? Mấy anh chị đi xe máy hoành đi. Hồi nãy giờ hỏi là lên tới đây không nè.
Còn đi vô đó là đi vô hố á, xe con không dám đi rồi. Đi xe máy hoành lại đi. Giờ ô tô kiếm đường hoành luôn. Ở đâu? Hả? Tới đó hả? Quay đầu đường trong nè. Đi đường nào ta? Tôi đi đường này. Nhưng mà giờ ô tô sao quẹo? Trên đó có chỗ quay xe không anh? Trên này có. Ở trên đây là được đúng không? Chỗ của Cơm Niêu ấy. Cơm Niêu là mình quay lại đúng không? Chỗ đó chắc chưa ngập cao đúng không anh? Ngập lắm. Nhưng mà từ đây tới Cơm Niêu là còn được đúng không? Dạ. Dạ, là quẹo vô Cơm Niêu luôn. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Còn ngập mà đâu có chạy đâu. Dạ. Quẹo Cơm Niêu vậy được. Dạ dạ. Rồi. Tại hết đường luôn. Nguyên chiếc. Đi đường Cơm Niêu là ok.